Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, việc VTV ví những người bán hàng rong là sống ký sinh và ký sinh trùng trên các con phố là sai sót rất nghiêm trọng. Cộng đồng mạng phẫn nộ và chia sẻ thông tin này suốt mấy ngày nay. Vậy mà nhà đài vẫn giữ nguyên bản tin ngày 15 tháng 8 năm 2020 với lời bình luận những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trên các con phố này. Hóa ra VTV tin rằng ví hàng rong sống ký sinh không sai, chỉ ký sinh trùng mới sai. Bởi thế mà biên tập viên đeo kính, người đọc bản tin 17 tháng 8 năm 2020 đã nói lời xin lỗi và nhận hoàn toàn trách nhiệm do đọc nhịu câu đúng ra là tiếng trùng. Cũng có thể biên tập viên này quen miệng gắn thêm tiếng trùng vào sau ký sinh, nhưng trong trường hợp này thì VTV vẫn sai, vì dù vô tình hay hữu ý thì có cách ví von này cũng vẫn vang lên như một sự miệt thị xem thường những người bán hàng rong nghèo khổ. Khi một bản tin đã được chính thức đăng tải có nghĩa là tiếng nói của cơ quan truyền thông, không còn là chuyện riêng của cá nhân phóng viên nữa. Bởi vậy mà người đứng ra xin lỗi không phải là biên tập viên nữa mà chính là ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Người ta có thể chấp nhận và thông cảm sai sót do cá nhân bất cẩn và thậm chí là dốt, nhưng đến giờ thì VTV vẫn cho là họ đã đúng khi dùng từ ký sinh để chỉ sự mưu sinh của những người bán hàng rong thì thật khó hiểu. Không lẽ ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia không biết chuyện này và có hay không biết và xem thường dư luận, hoặc là ông cũng dốt giống như biên tập viên? Thưa quý vị và các bạn, thì các đài báo cũng như đài truyền hình của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng thì tất cả các bản tin hoặc bất cứ một thứ gì được phát lên đài truyền hình thì đều phải thông qua ông Tổng Giám đốc phê duyệt. Nếu như không được sự phê duyệt và bút ký của ông Tổng Giám đốc thì các chương trình này sẽ không được lên sóng. Xin dẫn lại từ điển tiếng Việt ký sinh, tức là sinh vật sống trên cơ thể sinh vật khác bằng cách hút chất dinh dưỡng từ cơ thể của sinh vật ấy. Ký sinh dùng theo nghĩa bóng được hiểu là ăn bám, và ăn bám chính là cách mô tả theo nghĩa đen của ký sinh hoặc ký sinh trùng. Mọi sinh vật hay thực vật sống ký sinh đều bám vào ký chủ để ăn, tức hút dinh dưỡng như tầm gửi hoặc hút máu như bọ chét, giun sán, v.v. Tuy nhiên, ký sinh nặng hơn ăn bám, và lại đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ học Hoàng Dũng nhận xét, dùng ký sinh hay ký sinh trùng trong trường hợp này là phạm hai lỗi: không đúng nghĩa từ, có tính miệt thị vì xấu nghĩa, và ký sinh trùng là một sinh vật sống bám sinh vật khác, được gọi là vật chủ. Nó phụ thuộc vào vật chủ của nó để tồn tại và gây hại cho vật chủ. Không có vật chủ, ký sinh trùng cũng không thể sống và phát triển nhân lên. Đó là nghĩa đen. Ký sinh trùng còn có nghĩa bóng là những kẻ ăn bám, sống bám và gây hại cho người khác. Về nghĩa này thì Đảng ta cùng với hàng chục cơ quan tổ chức hội đoàn cánh tay nối dài đích thực là những ký sinh trùng ăn bám vào người dân. Và tất cả những kinh phí hoạt động của Đảng cùng với các hội phái cánh tay nối dài gọi chung là các tổ chức Đảng đều lấy từ tiền thuế ngân sách của dân. Nhà cửa, văn phòng, ủy ban, xe cộ, giấy mực, máy móc, điện, nước, tất cả những thứ đó các tổ chức Đảng đều phải ký sinh vào tiền thuế của nhân dân. Đảng cùng với tổ chức, bậu sậu của Đảng cũng lột mồ hôi háng của dân ra để trả lương cho hệ thống Đảng. Thực tế là tại Việt Nam, người dân đang phải nuôi một hệ thống song trùng Đảng và nhà nước. Nếu như ở các nước tiên tiến thì người dân chỉ nộp thuế để nuôi bộ máy của nhà nước chứ không có trách nhiệm phải nuôi Đảng. Nhưng ở Việt Nam thì người dân phải nuôi cả Đảng lẫn nhà nước. Đảng cùng với các tổ chức bậu sậu này và các tổ chức cơ quan truyền thông mị dân của Đảng như Ban Tuyên giáo, VTV, VOV, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân cũng sống ký sinh vào tiền thuế của dân. VTV chính là nơi gọi là những người bán hàng rong là ký sinh. Hàng chục nghìn đại hội Đảng các cấp trên cả nước rầm rộ, cờ phướn, hoa bướm lòe loạt, tất cả đều lấy ngân sách để tổ chức. Đại hội thành công rực rỡ, búa liềm tung bay khắp nơi đều là sự ký sinh vào mồ hôi háng của dân.
các học viện, các cơ quan chuyên đào tạo các cán bộ cho Đảng hay viện nghiên cứu tào lao về Bác Hồ, về chủ nghĩa xã hội hay mấy thứ lý luận rác rưởi nhân loại đã vứt, tất cả đều sống ký sinh vào người dân. Chưa hết, xác chết lãnh đạo chóp bu của Đảng, lãnh tụ cũng ăn tiền thuế của dân khủng khiếp, cũng là ký sinh ngân sách, tức là mồ hôi nước mắt của dân. Và không cần Đảng phải to mồm, leo lẻo tuyên truyền về sự vĩ đại, giỏi giang, tài tình, quang vinh hay muôn năm của mình. Chỉ cần Đảng và các tổ chức Đảng tự nuôi sống bản thân, tổ chức của mình, đừng ký sinh vào tiền thuế của dân, đã là một sự vĩ đại rồi. Trên thế giới chỉ có vài quốc gia độc tài dạng độc đảng như Việt Nam, Đảng mới phải sống ký sinh vào ngân sách. Và các quốc gia văn minh giàu có không có đảng phái quang vinh vĩ đại muôn năm mà lại giống ký sinh trùng như ở Đảng ta. Bạn nghĩ sao khi mà một kênh của VTV có trụ sở tại Hà Nội gọi những người bán hàng rong ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là ký sinh trùng? Nhiều người sử dụng Facebook và một số diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam đã bày tỏ sự phẫn nộ trong ngày 17 tháng 8 sau khi biết một bản tin của đài truyền hình Việt Nam gọi người bán hàng rong là ký sinh trùng. Đoạn video ghi lại một bản tin sáng ngày 17 tháng 8 của đài VTV được nhiều người đưa lên Facebook cho thấy là một nam biên tập viên đọc lời dẫn là dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trùng lên những con phố này sẽ tồn tại ra sao? Phóng sự dài 2 phút tiếp sau đó nói về một số người bán hàng rong trên phố Nguyễn An Ninh bên cạnh chợ Bến Thành gặp khó khăn. Lượng bán hàng sụt giảm mạnh vì ít khách trong mùa dịch. Và trong phóng sự thì từ ký sinh trùng không xuất hiện lần nào. Facebooker có nhiều ảnh hưởng gồm cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, cựu luật sư Lê Luân, nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, cùng những người sử dụng mạng xã hội khác chỉ trích nặng nề về cách dùng từ của đài truyền hình quốc gia. Ông Phạm Minh Vũ viết rằng những người bán hàng rong làm bằng công sức chính của họ và so sánh họ không ăn ngân sách của hàng chục ngàn tỷ như Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức của Đảng. Họ cũng không tham ô, không cướp đất như đảng viên Cộng sản. Bên cạnh đó, cựu tù nhân lương tâm này chỉ ra rằng dù việc mưu sinh gặp khó khăn vì đại dịch virus Vũ Hán, những người bán hàng rong hầu như không được nhà nước, chính phủ trợ giúp gì, và ông đặt câu hỏi tại sao mắng người ta là ký sinh trùng, ai mới chính là ký sinh trùng. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng còn có biệt danh là Lê Dũng Vô Va khẳng định rằng VTV mắc phải một sai lầm thuộc loại khó chấp nhận. Dưới góc nhìn của ông thì người bán hàng rong là những người tử tế khi lao động kinh doanh hợp pháp. Trong khi đó thì ông Dũng bình luận rằng những công chức viên chức được nuôi từ tiền thuế của dân mà nếu không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận hoặc ăn cắp tham nhũng chính là ký sinh trùng. VTV nên có lời đính chính và xin lỗi khán giả cũng như những người bán hàng rong, ông Dũng đề nghị. Luật sư Lê Luân thì cho rằng VTV dùng những chữ ký sinh trùng để mô tả người bán hàng rong là một sự nhục mạ công khai và khinh rẻ. Ông Luân đưa ra ý kiến rằng nếu như nhà nước không xử phạt VTV về hành vi miệt thị một ngành nghề kinh doanh, điều đó đồng nghĩa là nhà nước đang dung túng cho hành vi sai trái một cách công khai. Trên hai diễn đàn có hàng trăm thành viên Nhật ký yêu nước và Bàn luận kinh tế chính trị, nhiều người cũng lên án VTV với hàng trăm lời bình luận cho rằng cách sử dụng từ ngữ của đài quốc gia là mất dạy, vô học, xúc phạm nhân phẩm, kém văn minh. Cộng đồng mạng nhận định rằng ở Việt Nam, nơi báo chí chịu sự kiểm duyệt, bản tin hôm 17 tháng 8 của VTV đã được biên tập kỹ lưỡng và không thể xem phát ngôn của nam biên tập viên là buột miệng được. Và VOA đã cố gắng liên lạc với đại diện của VTV để hỏi ý kiến về đài này về phản ứng giận dữ hiện nay của dư luận, song không được hồi đáp. Theo tìm hiểu của đài VOA, dường như những lời chỉ trích lên án nặng nề của công chúng dẫn đến việc trang web của VTV xóa đi đoạn video gọi người bán hàng rong là ký sinh trùng đã được phát sóng hồi 17 tháng 8.
Một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO hồi năm 2016 cho hay là số người lao động phi chính thức, trong đó có một tỷ lệ lớn là người bán hàng rong, lên đến 18 triệu người trong tổng dân số hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì có một con sinh trùng to lớn hơn nhất đã hơn 16 tháng qua ông chỉ xuất hiện trên TV không quá 10 lần. Và ông ta làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Công an, kiêm Tư lệnh các lực lượng vũ trang, là một người nắm giữ hầu như trọn vẹn vận mệnh quốc gia và dân tộc. Nhưng những lần xuất hiện của ông ta chỉ làm quanh việc đánh phe cánh, làm công tác nhân sự, cảnh báo công đoàn, tránh các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước. Chủ quyền lâm nguy, ông ta mặc kệ, dịch bệnh tràn lan, ông ta lơ là. Trung Quốc gây hấn và có hành vi xâm phạm chủ quyền, ông ta ngó lơ, dân tình kêu ca đói khổ vì dịch bệnh, ông ta phớt lờ. Vậy mà ông ta ăn không dưới 10 lương, hưởng những đặc ân và có lẽ là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù đi không nổi, phải ngồi xe lăn, vậy mà còn xúi cho đám tuyên giáo rộng đường dư luận là ông ta sẽ ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Một kẻ tham ô quyền lực, già nua lú lẫn, ăn hại trên xương máu của nhân dân, cúi đầu trước giặc Tàu như thế mà cứ muốn ngồi mãi, thử hỏi nếu không gọi ông ta là ký sinh trùng chúa thì gọi là gì? Thưa quý vị và các bạn, sự việc một biên tập viên đài truyền hình quốc gia đã gọi những người bán hàng rong là ký sinh trùng trong bản tin tài chính kinh doanh được phát đi vào ngày 17 tháng 8 năm 2020 đang gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc này rất nghiêm trọng khi mà một đài truyền hình quốc gia mà lại có phát ngôn kỳ thị, xúc xiểm, khinh khi người dân lương thiện là chắc chắn không chỉ dừng ở việc xin lỗi của nhà đài và kỷ luật là xong. Lương tâm của con người tử tế khó mà tha thứ cho chính bản thân mình vì những phát ngôn đầy tội ác ấy. Tội ác là vì nó không chỉ xúc xiểm một tầng lớp yếu thế trong xã hội mà vu cáo họ đang gây cho xã hội. Vì nói theo từ KST thì nó là sinh vật ký sinh trên sinh vật của người khác, được gọi là vật chủ. Có hại cho vật chủ nhưng ký sinh trùng thì ví người yếu thế có hại cho ai đó, rõ ràng là vu cáo hoàn toàn. Nhưng có một loại ký sinh trùng đang tồn tại trên đất nước Việt Nam, thật sự nó là một đảng chính trị nhưng nó tuyên bố, nó đứng trên cả hiến pháp, nó thao túng cả một vấn đề của đất nước bằng nghị quyết. Một năm nó tiêu ngân sách của dân đóng thuế, trong đó có cả những gánh hàng rong hàng chục ngàn tỷ Việt Nam đồng. Nó đẻ ra hàng loạt các cơ quan râu ria để làm việc, ban chấp hành, bộ họp bộ chính trị, họp ban bí thư, họp hội nghị trung ương, các hội nghị tỉnh ủy, huyện ủy, xã ủy, nó cầm trịch nhà nước và nó nắm chính phủ, quốc hội, các cơ quan đoàn thể, ban ngành, một năm họp hành đại hội này, đại hội nọ, tất cả đều lấy tiền thuế của nhân dân. Nó chẳng làm gì ngoài ăn xong rồi họp, đưa ra các quyết sách trên bàn giấy, trong phòng lạnh, hết tham ô thì cắt xén, sâu xé, xà xẻo từ chủ quyền, biển đảo đến tài nguyên thiên nhiên. Chúng chỉ chăm lo xây tượng đài, công viên cho ông Lenin, xây công viên Fidel nào ở tận bên Âu Mỹ. Và theo dự đoán thì tổng chi ngân sách trung ương tổng chi năm 2019 ở nghị quyết số 73/2018/QH14 là 1.019.599 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, đài truyền hình Việt Nam nhận 248.910 triệu Việt Nam đồng, một con số khủng khiếp lấy từ ngân sách, từ thuế của những người dân, trong đó có cả người bán hàng rong. Vậy ai mới là ký sinh trùng? Những người buôn thúng bán bưng ấy ở Việt Nam là rất lớn, khó mà thống kê hết. Nếu ở các nước dân chủ phương Tây thì chắc chắn sẽ không tìm ra người bán hàng rong vì chính phủ họ đã hỗ trợ tích cực để giúp họ có thể có mức sống đảm bảo cũng như các chính sách việc làm tốt nên tỷ lệ thất nghiệp thấp. Còn ở Việt Nam thì chính phủ ngó lơ, thất nghiệp thì tràn lan nên không bán hàng rong thì họ phải đi ăn xin sao. Ở một quốc gia du lịch phát triển, hàng rong của họ được phân từng khu phố, có vị trí được phân chia để bán hẳn hoi, đa số bán những đặc sản vùng miền cho khách du lịch, nhưng đa số là dân bản địa,
Và nếu họ không bán thì chính phủ cũng sẽ lo không để họ đói, và còn chính phủ Việt Nam thì nếu họ khôn gánh hàng rong đi bán sẽ đói, lúc đó thì ai sẽ là người lo cho họ đây? Chưa kể những người bán hàng rong ở Việt Nam không ít người đã có học thức cao, có thạc sĩ phải chạy Grab, thì những người học đại học với bằng đỏ ra cũng đi bán hàng rong. Và chung quy thì thể chế chính trị tồi do đám ký sinh trùng có tên Cộng sản sinh ra đã cướp mất đi cơ hội của họ góp phần xây dựng đất nước của người tài. Và cơ chế sinh ra cha truyền con nối, cử nhân cờ vua thì lại làm bí thư, đốn củi hoạn lợn cũng tranh nhau vị trí nguyên thủ quốc gia, thì cơ hội nào dành cho những người tài ra giúp nước? Những người bán hàng rong họ sống lương thiện, không cướp của ai một đồng, khổ cực mưa gió, nắng nóng lạnh rét, họ vẫn miệt mài kiếm những đồng tiền lương thiện để xây dựng đất nước. Họ cũng không than trách đời, họ không cướp đất, cướp nhà của ai cả, họ không tham ô, bòn rút ngân sách, không mang ơn họ đã nuôi mình, còn quay lại cắn cả chủ của mình. Phát ngôn đó là một thứ rác rưởi. Họ bán hàng rong là bởi vì những ký sinh trùng nó ngồi vào vị trí lãnh đạo quốc gia. Ký sinh trùng nó khoác những bộ áo dài 300 triệu, những com lê sang trọng, ở trong lâu đài, đi xe siêu sang chục tỷ, thẻ gôn hàng tỷ, và nó chuyên đi dạy đời người khác, trong khi đó chính nó sống tồi tàn, sống bệ dạng. Tài sản chúng có tất cả đều nhuốm mùi hôi tanh của những gánh hàng rong cả đấy. Vì không ai khác, chính bọn chủ tịch kia, bí thư nọ là ký sinh trùng của nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, VTV nên có lời xin lỗi những người bán hàng rong. Hôm 15 tháng 8 năm 2020, trên trang web của VTV có một video ngắn với tiêu đề "Những gánh hàng rong chật vật vượt bão, virus Vũ Hán để mưu sinh", trong đó những người bán hàng rong bị gọi là ký sinh trùng. Đoạn phóng sự này ngay lập tức đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ người dân trên mạng xã hội. Trong lời giới thiệu cho mục góc vỉa hè VTV, xứ ngôn viên nói rằng đã không ít lần trong mục góc vỉa hè chúng tôi đã đưa các bạn đến những con phố của thành phố Hồ Chí Minh, những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách du lịch nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều vì đại dịch virus Vũ Hán. Góc vỉa hè tuần này chúng ta đến với một góc khác, câu chuyện của những gánh hàng rong vốn gắn chặt với vỉa hè đô thị. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trên các con phố này sẽ tồn tại ra sao? Theo giải thích của Bách Khoa Toàn Thư thì ký sinh là một mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ giữa các loài, trong đó có một loài là ký sinh, sống bám vào loài kia là vật chủ hay ký chủ. Trong y học, ký sinh trùng hay động vật ký sinh là sinh vật chiếm sinh chất của sinh vật khác sống để tồn tại và phát triển. Nhà xã hội học tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nêu nhận xét của mình. Tôi cũng không biết là người ta hàm ý gì, đôi khi người ta chỉ nói một cách vô tư, không kỳ thị, không phán xét. Nếu thực sự như thế thì đây chỉ là một sơ suất trong ngôn từ. Nếu VTV sơ suất, dư luận phản ứng là đúng, là cần thiết. Đôi khi người ta chỉ nói một cách vô tư, không kỳ thị, không phán xét. Nếu thực sự như thế thì đây chỉ là một sơ suất trong ngôn từ. Nếu VTV sơ suất, dư luận phản ứng là đúng, là cần thiết. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương. Còn nếu họ kỳ thị hay phán xét thì đó là điều không nên. Không phải VTV là một kênh chính thống của Đảng đàng hoàng, cho nên không thể bộc lộ một sự kỳ thị như thế. Trên thực tế, những người di dân bán hàng rong rõ ràng là bị kỳ thị ở đâu đó. Dù chúng ta không muốn thì cũng phải thừa nhận đó là sự thật không thể nào. Vì thực tế đó mà VTV lại có thể dùng những ngôn từ đồng lõa với sự kỳ thị đó được. Theo ước tính vào năm 2017 của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp, IRD, lao động khu vực phi chính thức, trong đó bao gồm cả kinh tế vỉa hè ở Việt Nam thì chiếm một phần lớn lực lượng lao động ở khu vực thành thị, chiếm 1/4 tổng số việc làm, chiếm 1/2 số lượng làm phi nông nghiệp. Và cũng theo IRD thì người bán hàng rong có mặt ở khắp mọi ngóc ngách ngõ hẻm trong thành phố, nhưng không thể thống kê được chính xác là con số là bao nhiêu người, vì họ thường xuyên di chuyển và liên tục.
không ổn định ở một chỗ. Và còn theo thống kê cùng năm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì hàng năm có khoảng 1,2 triệu người di cư lên thành phố, chiếm 20% dân số thành thị trên cả nước. Một tỷ lệ lớn trong số họ làm việc ở các khu vực kinh tế phi chính thức, tức là không hợp đồng, không bảo hiểm, không thuế, gần như là không có quản lý. Ví dụ như những gánh hàng rong, khối kinh tế phi chính thức này được cho là chiếm đến 20% GDP của cả nước. Liên quan đến câu nói của sướng ngôn viên của VTV về hàng rong, luật sư Đặng Trọng Dũng từ Sài Gòn nêu quan điểm của ông. Hiện nay ở Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh thì người bán hàng rong trên phố và các con hẻm là một thực tế. Họ bán đủ loại thức ăn, việc buôn bán như vậy được xã hội chấp nhận vì hữu ích và hợp pháp. Chữ ký sinh trùng nó rất nặng và không hiểu các em biên tập viên của VTV, biên tập viên dám cả gan dùng đến chữ ký sinh trùng với những người bán hàng rong như vậy thì đúng là xúc phạm họ. Ông Đinh Quang Tuyến, một người bán hàng rong ở Sài Gòn, bày tỏ bức xúc với VTV khi ví những người bán hàng rong như ông là ký sinh. Ông nói, hàng rong là một giải pháp kinh tế nhân sinh, nó giúp nhẹ gánh cho chính phủ rất nhiều. Đáng lý ra nếu là một chính phủ nghiêm túc thì phải có nghĩa vụ lo công việc cho họ, nếu không thì phải lo trợ cấp xã hội cho họ. Còn đây họ không có đòi hỏi gì hết, họ tự xoay sở để vượt qua khó khăn. Chính phủ phải cảm ơn những người bán hàng rong mới đúng. Hàng rong là một thứ nét văn hóa cơ, nữa cơ chứ không hoàn toàn chỉ là kinh tế. Hàng rong không chỉ giúp cho chính phủ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế mà nó còn là một nét văn hóa cần phải bảo tồn nữa cơ. Nhiều người bán hàng rong nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Có lẽ việc VTV nên làm là phải xin lỗi điều này. Đó là những điều mà dư luận đang đòi hỏi. Luật sư Đặng Trọng Dũng nói. Ông Đinh Quang Tuyến kết luận rằng những người bán hàng rong còn đem lại lợi nhuận cho chính phủ và chính phủ từng đề cập đến việc thu thuế từ họ. Họ không phải là ký sinh trùng. Tại buổi thảo luận, Tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp Quốc hội sáng ngày 22 tháng 5 năm 2018, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề cập đến những nguyên nhân làm cho nhà nước không thu được thuế gây nên hụt thu cho quốc khố. Vị đại biểu này nêu ra ví dụ là người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng thuế nào cho ngân sách, họ chỉ đóng tiền tượng trưng nào đó cho địa phương. Nói về đoạn phóng sự gọi người bán hàng rong là ký sinh trùng, một số chuyên gia trong nước cho rằng VTV nên có lời xin lỗi khán giả. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương cho biết ý kiến của bà là theo tôi thì nếu VTV sơ suất thì cần phải xin lỗi và cần có lời giải thích. Và cứ như vậy thì người mắc lỗi thường có xu hướng né tránh hoặc lờ đi để không phải xin lỗi. Tôi cũng đang trông đợi VTV sẽ ứng xử như thế nào. Hy vọng là họ biết lỗi và phải xin lỗi. Theo luật sư Đặng Trọng Dũng cũng có cùng một quan điểm thì ông cho rằng những người bán hàng rong là những người có lòng tự trọng, họ tự tìm mưu sinh, không là gánh nặng của xã hội, nên phải tôn trọng họ. Ông nói, nhiều người bán hàng rong nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, có lẽ việc VTV làm là phải xin lỗi điều này, và đó là điều mà dư luận đòi hỏi. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm thì người dân Việt Nam phải đóng đủ các loại thuế để cho các cơ quan đảng và chính phủ của Việt Nam sinh sống, thì đó Đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính là những ký sinh trùng ăn hại đái nát trên đất nước quằn quại đau thương mang tên Việt Nam, chứ không phải là những người bán hàng rong bị miệt thị và khinh khi như vậy. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.